chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. Hôm nay thứ Bảy, ngày 27 tháng 10 năm 2018. Chương trình tối nay có nội dung đáng chú ý. Tại phiên thảo luận ở hội trường về kinh tế xã hội tại nghị trường, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã kiến nghị nhiều vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống người dân trong tỉnh và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hàn Quốc trình diễn các thiết bị sản xuất nông nghiệp hiện đại, đáng chú ý nhất là phun thuốc trừ sâu bằng máy bay không người lái, rất hữu dụng, và máy phân loại trái cây. Một cái máy vậy theo chúng tôi đã thử nghiệm và sử dụng qua đó, nó phân loại bằng 50 người lao động. Trồng khổ qua theo hướng không phân thuốc hóa học của người dân ở huyện Long Mỹ, bước đầu đem lại hiệu quả, phục vụ tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14, vào ngày hôm qua 26 tháng 10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kinh tế xã hội hàng năm và giữa kỳ 2016-2020. Đa số các đại biểu phấn khởi trước thành công lớn trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đồng thời cũng nêu rõ các tồn tại hạn chế cần khắc phục. Tại phiên thảo luận này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang cũng đã kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ nhiều vấn đề bức xúc của cử tri. Trong đó có tình trạng nước mặn xâm nhập, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, quảng bá sản phẩm nông nghiệp cho người dân ở đồng bằng sông Cửu Long. Sau đây là ý kiến phát biểu của bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Kính thưa các vị lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa Quốc hội. Thứ nhất, để hạn chế tác hại của xâm nhập mặn và phòng chống biến đổi khí hậu hiệu quả hơn, cử tri kiến nghị Chính phủ sớm triển khai các dự án trọng điểm liên kết vùng, trong đó có dự án thủy lợi Cái Lớn, Cái Bé ở đồng bằng sông Cửu Long và một số dự án chống sạt lở, ngăn mặn khác. Thứ hai, thời gian qua, công tác quản lý sử dụng phân bón vẫn còn nhiều tồn tại bất cập, như thiếu các giải pháp và chính sách hỗ trợ, khuyến khích sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ, dẫn đến mất cân đối nghiêm trọng trong việc sử dụng phân bón giữa hữu cơ và vô cơ. Việc lạm dụng phân bón vô cơ làm mất cân bằng sinh thái, làm đất đai bạc màu. Theo thống kê, số lượng chủng loại phân bón vô cơ đang sản xuất, buôn bán, sử dụng trong nước gấp hơn 19 lần so với phân bón hữu cơ. Kiến nghị Chính phủ có giải pháp khắc phục tình trạng trên. Thứ ba, việc chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây ăn trái ở một số tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long còn một số tồn tại bất cập. Đó là nguồn cây giống chưa đạt yêu cầu, một bộ phận nông dân chưa được trang bị về kỹ thuật canh tác có ứng dụng khoa học công nghệ, dẫn đến chất lượng không cao, khó đạt tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc tổ chức sản xuất phần lớn chưa theo quy hoạch còn mang tính tự phát, phổ biến là hình thức thuê đất lúa để trồng cây có múi, nhưng loại cây này hiện nay chưa có thị trường tiêu thụ vững chắc, không cạnh tranh được với các loại trái cây nhập khẩu. Cùng với đó là việc liên kết sản xuất chưa chặt chẽ, nông dân chưa nắm bắt được tín hiệu thị trường nên giá cả bấp bênh, chưa ổn định. Kiến nghị Chính phủ có giải pháp tăng cường ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật, quy hoạch lại diện tích cây có múi theo nhu cầu của thị trường, thu hút đầu tư thêm nhiều nhà máy chế biến tại các tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời làm tốt công tác quảng bá thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm hàng nông sản Việt Nam trong thời gian tới, nhằm tạo điều kiện cạnh tranh tốt hơn, hiệu quả hơn khi Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. Thứ tư, cử tri phản ánh hiện nay đối tượng là người có công với cách mạng tham gia kháng chiến có tỷ lệ thương tật dưới 21%, chỉ được hưởng trợ cấp một lần mà không được hưởng bất cứ chế độ gì khác. Kiến nghị Chính phủ xem xét mở rộng diện hưởng trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng là người tham gia kháng chiến có tỷ lệ thương tật từ 15% đến dưới 21%, không nên cào bằng một mức là dưới 21%, vì thực tế tỷ lệ thương tật từ 15% trở lên ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, đời sống rất khó khăn, nhưng không được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. Đó là những ý kiến thiết thực, gần gũi, nên những kiến nghị này được nhiều người dân ủng hộ và mong muốn Quốc hội, Chính phủ sẽ có giải pháp hỗ trợ thực hiện tốt hơn thời gian tới. Thưa quý khán giả, từng bước hợp tác, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Sáng nay, Tổ chức Chuyển giao Công nghệ và Thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp Hàn Quốc, gọi tắt là Tổ chức FAST,
và Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ Cao Hậu Giang đã gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam với Hàn Quốc để tiếp cận được những sản phẩm hiện đại này. Tại buổi gặp, các doanh nghiệp, công ty trực tiếp trao đổi với 3 công ty của Hàn Quốc chuyên sản xuất thiết bị săn phẳng mặt ruộng, thiết bị phun thuốc không người lái và thiết bị phân loại trái cây. Từ việc giới thiệu quảng bá này, doanh nghiệp đã đặt vấn đề về giá cả các loại máy để liên kết phân phối tại thị trường Việt Nam. Dịp này, công ty cổ phần phát triển nông nghiệp GrabFood cũng đã ký kết với công ty KST Hàn Quốc hợp tác chuyển giao kỹ thuật đưa máy về lắp ráp tại Việt Nam để giá thành thấp hơn, dự kiến sẽ triển khai trong năm 2019. Trước đó, Tổ chức Chuyển giao Công nghệ và Thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp Hàn Quốc cũng đã hướng dẫn trình diễn 3 thiết bị máy này đến với người dân và doanh nghiệp ở huyện Long Mỹ và huyện Phụng Hiệp. Như quý khán giả có thể thấy, đáng chú ý là máy phun thuốc trừ sâu bằng máy bay không người lái, rất là hiện đại, hay là thiết bị phân loại trái cây rất độc đáo. Thưa quý khán giả, đây là những ứng dụng mới và chưa được áp dụng tại tỉnh, cho nên khi được hỗ trợ thực hiện sẽ giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí sản xuất hơn rất nhiều lần. Vậy những thiết bị này sẽ giảm bao nhiêu chi phí sản xuất của người dân và doanh nghiệp? Sau đây là thông tin chi tiết do phóng viên thời sự ghi nhận. Cánh đồng ấp 11 xã Vĩnh Viễn và ấp 9 xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ lần đầu tiên được phun thuốc trừ sâu bằng máy bay không người lái thay thế việc phun thuốc bằng bình xịt truyền thống. Mang theo 10 lít thuốc, mỗi chiếc máy bay có thể phun kính 1 hecta lúa trong 8 phút, giảm khoảng 40 lần so với phương pháp thủ công. Mình điều khiển từ xa thì rõ ràng là không có ảnh hưởng đến sức khỏe của cho người nông dân mình. Đó là một cái chuyện hết sức là cần thiết. Khung thì đẹp là đạt, nhưng mà cái lượng nước hết quá làm như là không biết tới đây nó có đủ cái lượng thuốc theo nhà khuyến cáo của học hay không. Hecta từ 400 đến 500 lít nước, mà đây là có 10 lít nước à. Lý giải thắc mắc của bà con, chị Hanewon Kim, phụ trách bộ phận kinh doanh công ty Meta Robotics Hàn Quốc cho rằng công ty đã có những nghiên cứu về tính hiệu quả. Ngoài ra, người sử dụng có thể kiểm soát lượng phun qua bộ điều khiển, từ đó phù hợp với mọi loại cây trồng, nhất là những cây có tán cao. Do là phun xương nên lượng nước cần rất là ít, đặc biệt là luồng gió mạnh từ cánh quạt cũng có tác dụng phân tán điều thuốc trên cây trồng. Với độ phun rộng 5 mét, qua đó giúp cho thuốc bảo vệ thực vật được thấm đều hơn so với cây phun truyền thống. Ngoài ra, chúng tôi sẽ nghiên cứu đưa ra liều lượng pha thích hợp đối với các loại thuốc của Việt Nam hoặc là nhập thuốc từ Hàn Quốc sang để phù hợp với thiết bị phun thuốc này. Với cái điều kiện phát triển hợp tác xã và cánh đồng mẫu của Hậu Giang và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thì việc giới thiệu này sẽ tạo điều kiện cho bà con nắm bắt dần các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật. Hướng tới thì giữa tổ chức phát ban và công ty Meta Robotics dự định thì sẽ tổ chức xây dựng một cái dự án trong đó có khả năng là đào tạo, trở thành một cái trung tâm đào tạo các cái người để có thể điều khiển các loại máy này. Ngoài ra, công ty KST Hàn Quốc còn trình diễn thiết bị phân loại trái cây tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tiến Thịnh. Máy có công suất phân loại 10.000 trái một giờ với 8 cấp độ và trọng lượng tùy vào điều chỉnh. Không riêng gì công ty chúng tôi, những người nông dân Việt Nam, những cái doanh nghiệp hoặc là những cái nông trại đều phải có cái hướng đi lên để mà phân loại quy cách của trái cây cho nó đạt cái chuẩn theo yêu cầu khách hàng. Thì một cái máy như vậy theo chúng tôi đã thử nghiệm và sử dụng qua đó thì thấy nó có thể nó phân loại bằng 50 người lao động. Cái năng suất, cái công suất đó thì rất có lợi. Sản xuất nông nghiệp, chế biến ứng dụng công nghệ cao đang là xu hướng chung mà Hậu Giang đang hướng đến. Do vậy, việc trình diễn các loại máy móc lần này góp phần giúp nông dân và doanh nghiệp tiếp cận được công nghệ mới. Sau trình diễn, các loại máy móc này sẽ được bàn giao lại cho Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ Cao Hậu Giang quản lý sử dụng. Tiếp tục chương trình là các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm nay được chọn là ngày Chủ nhật 18 tháng 11
với thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại. Trên cơ sở này, từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 19 tháng 11 năm 2018, Hậu Giang sẽ tập trung vào các hoạt động tuyên truyền như sau. Tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan như lắp đặt pano trên các tuyến đường giao thông, triển lãm ảnh, treo băng rôn, áp phích, tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại, các diễn đàn, các buổi nói chuyện về hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông, nguyên nhân và các biện pháp phòng tránh. Ngoài hoạt động tuyên truyền, tỉnh sẽ tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 10 tháng 11 năm 2018. Mỗi địa phương lựa chọn và lập danh sách 12 trường hợp là nạn nhân và gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông để có hình thức hỗ trợ. Huyện Phụng Hiệp vừa kết luận về việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Hiệp Hưng. Theo đó, địa phương đã nắm thông tin 44 liệt sĩ. Trong đó, liệt sĩ đã được quy tập hài cốt về nghĩa trang là 24, về với gia đình là 11, chưa quy tập được là 9 liệt sĩ. Khó khăn hiện nay của địa phương là còn 18 liệt sĩ không rõ nơi an táng ban đầu nên không biết đưa vào mục nào của biên bản kết luận. Bên cạnh đó, việc phân tách danh sách theo quê quán, khó xác định được liệt sĩ hy sinh tại đâu và không có trong danh sách do huyện cung cấp. Công an huyện Vị Thủy tổ chức sơ kết mô hình phòng chống tội phạm. Toàn huyện có 17 mô hình hoạt động hiệu quả về an ninh trật tự. Thời gian qua, nhân dân đã cung cấp 42 nguồn tin báo tố giác tội phạm có giá trị, giúp lực lượng công an điều tra khám phá 2 vụ án hình sự, triệt phá 10 tụ điểm tệ nạn xã hội và bắt xử lý 57 đối tượng. Chi cục thuế thị xã Long Mỹ tổ chức đối thoại và lắng nghe ý kiến người nộp thuế với gần 20 doanh nghiệp, hợp tác xã. Các doanh nghiệp đóng góp, địa phương cần hướng dẫn quy trình nộp thuế môn bài, chứng từ nộp thuế giản lai của doanh nghiệp. Bởi khi cập nhật về chi cục thuế lại không đúng ngày, dẫn đến doanh nghiệp nộp thuế chậm. Cần thường xuyên giới thiệu một số văn bản mới về luật quản lý thuế để các doanh nghiệp nắm rõ. Xin ý kiến của Bộ Tài chính chưa có thu. Thưa quý khán giả, mỗi hợp tác xã, tổ hợp tác được thành lập, người dân cũng như các thành viên đều mong muốn sẽ tìm được đầu ra và nâng cao giá trị loại nông sản của mình. Hợp tác xã Nông nghiệp Thương mại Dịch vụ Thạnh Tiến, gọi tắt là Hợp tác xã Thạnh Tiến, có trụ sở đặt tại ấp Thạnh Quế 1, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, sẽ hướng đến mục tiêu này. Hoạt động của hợp tác xã sẽ nghiên cứu các hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, kinh doanh, các sản phẩm nông nghiệp trong các lĩnh vực trồng khóm, cam quýt và các loại quả có múi khác, buôn bán rau quả, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Hợp tác xã có 24 thành viên với 33 hectare, vốn điều lệ ban đầu là 500 triệu đồng, do ông Trần Văn Bá làm chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm giám đốc hợp tác xã. Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế hiện nay thì sản xuất sản phẩm sạch đang được người trồng lựa chọn. Ngoài đưa đến người tiêu dùng sản phẩm an toàn, chất lượng, không phân thuốc hóa học thì còn giúp cho nền nông nghiệp ở nước ta được vươn xa hơn khi đảm bảo các tiêu chuẩn về xuất khẩu. Và ngoài sản xuất sạch bằng thủ công ra thì người dân còn ứng dụng những kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra sản phẩm chất lượng phục vụ người tiêu dùng. Mới đây, một số nông dân ở huyện Long Mỹ đã thử nghiệm trồng khổ qua sạch bằng phế phẩm chăn nuôi. Hiệu quả có được như mong đợi, mời quý khán giả cùng theo dõi phóng sự sau đây. Ngoài làm túi ủ bioga, lấy nhiên liệu làm khí đốt hàng ngày từ chăn nuôi heo, ông Sim còn tận dụng phân heo ủ lại để bón cho dây khổ qua thay cho thuốc bảo vệ thực vật. Cách làm này giúp cho ông tiết kiệm hơn phân nửa chi phí so với sử dụng phân bón hóa học. Trước đây mình nuôi heo thì mình nuôi theo cái bình thường như nước thải hay là phân đồ cho xuống đìa thôi. Nhưng bây giờ nó có túi ga này thì cho phân vô túi ga rồi mình sử dụng nước để mình tưới cây này nọ, mình trồng chặt rồi đó. Này thì cũng như cái khổ qua này là khổ qua không có xài phân hóa học với lại thuốc sâu, thành ra cũng như là khổ qua sạch. Đó, có để đảm bảo cho sức khỏe của người tiêu dùng. Chi phí bỏ ra thấp nên quy trình trồng khổ qua cũng khá dễ dàng.
chỉ cần lấy nước thải bioga trong túi ủ qua xử lý rồi bón cho cây, hàm lượng chất dinh dưỡng được cung cấp đầy đủ, khổ qua vẫn phát triển tốt, tương đương với khổ qua phun thuốc bảo vệ thực vật. Khi khổ qua bắt đầu cho trái lớn bằng đầu ngón chân thì sử dụng bao trái để tránh côn trùng gây hại. Giá bán hiện nay cũng chỉ khoảng 10.000 đồng một ký, không quá cao nên được người tiêu dùng lựa chọn. Hiện huyện Long Mỹ có 3 hộ trồng khổ qua theo phương pháp này, cung ứng mỗi vụ gần 600 ký. Là nông sản sạch nên nông sản của bà con được tiêu thụ ổn định tại các chợ ở thành phố Cần Thơ. Mặc dù chỉ mới xuất hiện và sản lượng tiêu thụ còn khiêm tốn, nhưng rõ ràng mô hình trồng khổ qua sạch của những hộ dân ở huyện Long Mỹ đã và đang được nhiều người tiêu dùng đón nhận. Thêm vào đó, trái khổ qua được chế biến thành nhiều sản phẩm tốt cho sức khỏe như trà khổ qua và làm nguyên liệu cho nhiều loại thực phẩm chức năng. Với những kết quả bước đầu này, địa phương đang có sự cân nhắc trong việc mở rộng diện tích bởi vì chưa tìm được hợp đồng bao tiêu ổn định, tránh rơi vào cảnh thừa hàng dội chợ như là các sản phẩm khác. Trong thời gian tới, ở trạm sẽ nhân rộng cái mô hình này trên địa bàn của huyện. Song song thì tiếp tục để mà hỗ trợ kỹ thuật cũng như tập huấn hướng dẫn bà con sản xuất đúng theo cái quy trình. Bên cạnh đó thì cũng liên kết với các đơn vị nhà hàng hoặc là cái siêu thị hoặc là cái các quầy bán sản phẩm rau sạch rau an toàn để mà tạo cái đầu ra ổn định, khuyến khích bà con chúng ta an tâm để mà đầu tư sản xuất. Mỗi loại sản phẩm một khi định hướng sản xuất đúng, được người tiêu dùng đón nhận đã là thành công bước đầu. Sau đó là đến khâu liên kết và quảng bá tiêu thụ sản phẩm. Mặt khác, sự thay đổi trong cách sản xuất của bà con nông dân hiện nay cũng đang giúp cho nông sản đi được xa hơn. Và nội dung này cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của truyền hình Hậu Giang. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.